Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Việt Nam ngày nay ngày 24 tháng 6 năm 2013 trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là mục điểm tin chính. Nhiều màn trình diễn mang đậm nét văn hóa truyền thống được các đoàn nghệ thuật biểu diễn trong buổi khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013. Sau 10 năm với nhiều nỗ lực nhằm thực hiện công ước bảo vệ di sản, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn để những giá trị di sản quý báu luôn đi cùng cuộc sống hôm nay. Câu chuyện về những người Việt trẻ với lòng nhiệt huyết và những hoạt động thiết thực giúp đỡ những người nghèo sẽ có trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 23 tháng 6, Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hoa Lư, Hà Nội. Đây là đêm mở màn cho loạt hoạt động, tọa đàm, giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013. Đến tham dự lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ông Vương Duy Biên đã phát biểu chỉ đạo, đánh trống và cắt băng khai mạc triển lãm Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013. Với chủ đề Kết nối yêu thương, Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 đã mở màn ấn tượng và sôi động qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các diễn viên nhà hát chèo Việt Nam, các em thiếu nhi của nhà hát tuổi trẻ. Tiếp ngay sau đó, hàng loạt các hoạt động sẽ được diễn ra cho đến hết ngày 29 tháng 6 như hội chợ đồ dùng gia đình, hội thảo, giao lưu văn nghệ. Trải qua hơn 10 năm thực hiện việc vinh danh gia đình Việt Nam, ngày 28 tháng 6 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội của toàn thể gia đình Việt Nam. Quận Hoàn Kiếm vừa có công văn gửi lãnh đạo thành phố Hà Nội cho phép mở rộng không gian đi bộ thêm 6 tuyến phố, bao gồm các phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm và Trần Nhật Duật với diện tích khoảng 19 ha. Đề án mở rộng phố đi bộ đã được thành phố Hà Nội triển khai, nghiên cứu từ năm 2009 nhằm từng bước xây dựng khu vực phố cổ thành không gian đi bộ hoàn chỉnh, gắn kết với không gian đi bộ xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và tuyến phố đi bộ Hàng Khay, Tràng Tiền. Trong phương án tổ chức mở thêm 6 tuyến phố, các ngành của Hà Nội thống nhất không cho tổ chức kinh doanh dưới lòng đường và chỉ cho phép xe điện hoạt động để phục vụ khách du lịch. Thời gian đi bộ sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng thứ Bảy và kết thúc vào 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Hiện Hà Nội đã có 3 tuyến đường phố được thí điểm thành phố đi bộ 24/24 giờ từ năm 2012, gồm phố Chùa Một Cột, phố Ông Ích Khiêm và đường Hùng Vương. Trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5 năm 2013, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thảo phát huy giá trị di sản đối với phát triển du lịch, kinh nghiệm từ Hội An. Chương trình nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa Việt. Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An, đại diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương và quốc gia tham gia Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5. Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng, trong chuỗi các di sản văn hóa tại Việt Nam, phố cổ Hội An được xem là một điểm sáng về khai thác có hiệu quả giá trị di sản, phục vụ phát triển du lịch. Thực tế cho thấy, Hội An có được kết quả này trước hết là nhờ làm tốt công tác bảo tồn, trùng tu các giá trị di sản thông qua việc lồng ghép các nguồn trong việc quy hoạch, định hướng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức thông qua những thông tin chính xác về di sản. Từ kinh nghiệm của Hội An, các địa phương và ngành chức năng đã đưa ra các ý kiến tham luận tại hội thảo, làm sáng tỏ, mang lại nhiều kinh nghiệm quý về phát huy giá trị các di sản đối với phát triển du lịch bền vững. Cùng với kho tàng di sản văn hóa vật thể, Việt Nam là quốc gia có kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, đa dạng về loại hình, phong phú về trữ lượng tác phẩm. Thấy được tầm quan trọng của các di sản văn hóa phi vật thể trong cuộc sống đương đại, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn để phát huy giá trị của các di sản quý báu đó. Việt Nam là một trong khoảng 10 nước đầu tiên trên thế giới sớm đưa khái niệm di sản văn hóa phi vật thể vào văn bản luật của nước mình. Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2009, có chương về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Đây được coi là thành công đầu tiên của Việt Nam trong việc thực hiện công ước di sản. Khi có công ước và chúng ta đã phê chuẩn công ước thì Việt Nam hết sức có trách nhiệm trong việc nghiên cứu kỹ công ước vận dụng vào Việt Nam và ngay lập tức điều chỉnh và bổ sung luật di sản văn hóa. Và cái chương về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở trong luật thì nó dày dặn hơn và nó thực tiễn hơn.
Trong số hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể trên khắp cả nước, cho đến nay, Việt Nam có 7 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Năm 2013, kỷ niệm 10 năm Việt Nam ký Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa thế giới. 10 năm thực hiện công ước cũng là 10 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo các chuyên gia, di sản này đã bước đầu khẳng định được giá trị văn hóa của mình, không chỉ được giới thiệu trong các cuộc hội thảo tiếp đón khách quốc tế. Nhã nhạc Cung đình Huế đã có sân khấu biểu diễn thường xuyên trong khuôn viên tại khu di tích cố đô Huế để phục vụ khách tham quan. Việc này không chỉ giúp bảo tồn, duy trì được nhã nhạc mà còn có thể phát triển một thế hệ nghệ sĩ trẻ tham gia học tập. Nhã nhạc Cung đình Huế thì cũng đã làm khá tốt trong cái thời gian đầu. Tuy nhiên, bây giờ làm thế nào đấy để cho di sản ấy nó thích ứng với cuộc sống đương đại? Bởi vì chúng ta biết rằng chủ thể để thực hành Nhã nhạc Huế và cái bối cảnh của Nhã nhạc Cung đình Huế thì không còn nữa. Vậy thì vấn đề nghiên cứu để làm sao cái thực hành đó là di sản nhưng mà lại thích ứng với cuộc sống ngày hôm nay và được cộng đồng chấp nhận thì đấy đang là vấn đề đặt ra đối với Nhã nhạc Cung đình Huế. Sau gần 2 năm kể từ khi được UNESCO trao danh hiệu di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai nhiều giải pháp để bảo tồn và phát triển hát xoan. Một trong những giải pháp tỉnh này thực hiện đưa di sản vào trường học. Với cách làm này, thế hệ tương lai đã thêm hiểu, thêm yêu văn hóa của địa phương mình. Phú Thọ thì đã đưa hát xoan vào trường học từ năm học 2012-2013 và cụ thể là đối với tiểu học thì chúng tôi có 202 trên 299 trường đã triển khai đưa hát xoan vào trong trường học. Và đối với trung học cơ sở thì có gần 200 trường, trên 259 trường đã cũng đưa hát xoan vào. Và đối trung học phổ thông thì có 37 trên 45 trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Việt Nam còn nhiều khó khăn và thách thức nếu không bắt kịp với xu thế thời đại. Công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể chỉ có thể xây dựng từ nguồn nội lực đủ mạnh trên cơ sở một nền tảng tinh thần thật vững chắc, đó là bản sắc văn hóa dân tộc và tính thống nhất trong đa dạng văn hóa. Công việc này đòi hỏi mọi người dân và các ngành, các cấp cùng chung tay góp sức thực hiện bằng trí tuệ, sự kiên trì và trân trọng di sản của quá khứ. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn trẻ đã tự thành lập nhóm và chọn cho nhóm mình những cách thức và tiêu chí riêng khi làm thiện nguyện. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Bệnh viện Nông nghiệp ở huyện Thanh Trì, Hà Nội để tìm hiểu về công việc mang nhiều ý nghĩa, vừa gần gũi vừa giản dị của nhóm các bạn trẻ tại đây. Để có những bữa cơm trưa phát đúng giờ, từ sáng sớm, các bạn trẻ này đã đi chợ, chuẩn bị thức ăn để bắt đầu một ngày phát cơm cuối tuần. Các tình nguyện viên ở đây có thể là những người đã đi làm, cũng có những người đang là sinh viên. Tất cả họ đều đến hỗ trợ cho chương trình. Mỗi người chọn cho mình một việc phù hợp với khả năng, nhưng tất cả đều hướng đến một phương châm, cố gắng chia sẻ và mang yêu thương đến những nơi đang cần họ. Và cái suất cơm tình nghĩa này cũng thế, mình cũng làm thường niên, tức là suất cơm là làm thường niên của năm. Thế nên mỗi năm cứ vào khoảng tầm mùa hè như này là bọn chị lại muốn là chia sẻ với những cái bệnh nhân thứ nhất là khó khăn này, thứ hai là muốn là cho là truyền tải cho người ta một chút, tức là giảm bớt cái mệt mỏi của cái mùa hè này đi. Thế còn là cái mục tiêu hướng tới thì là bọn chị thực tế là rất muốn mở rộng ra trong phạm vi cả nước càng tốt. Không đơn thuần mỗi suất cơm có thịt, có đậu, có rau, mà trong đó chan chứa cả những tấm lòng của biết bao nhiêu con người từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Với các bạn trẻ này, họ chỉ mong muốn rất đơn giản là ngày càng có nhiều người biết đến và ủng hộ để cho những bữa cơm như thế này. Để cho suất cơm tình nghĩa không chỉ dừng lại là phát vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, mà sẽ lan tỏa ra nhiều bệnh viện hơn nữa, để cho những bệnh nhân khó khăn được hỗ trợ, động viên tinh thần nhiều hơn. Thay mặt cho tất cả mọi người trong này thì cảm ơn tấm lòng của mọi người. Thì thực ra ở Việt Nam mình thì phong trào tình nguyện rất là nhiều. Và mình hy vọng rằng cái này sẽ phát triển rất nhiều trong giới trẻ và giúp đỡ những người có thể khó khăn hơn trong cuộc sống. Không những phát cơm cho những bệnh nhân tại vùng bệnh mà nhóm tình nguyện còn về tới xóm chạy thận, nơi những bệnh nhân gần như gắn bó cả đời khi biết mình mắc căn bệnh phải lọc máu thường xuyên này. Tuy rằng là nó không được nhiều nhưng mà nói chung là nó cũng tạo được một cái niềm vui cho bọn mình. Nói chung là bọn mình rất phấn khởi, cũng chẳng biết nói gì hơn là trước mắt ấy là nói thôi thì
mình cũng gọi là rất cảm ơn các bạn. Tình người luôn nóng ấm trong những suất cơm được các bạn trẻ nâng niu mang đến tận tay trao cho từng bệnh nhân. Dẫu biết trước mắt còn có muôn vàn khó khăn của cuộc sống phải vượt qua, có nhiều con người đang cần giúp đỡ nữa, nhưng trong họ vẫn luôn tâm niệm một điều rằng cố gắng làm thật nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đời, giúp người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Việt Nam ngày nay, ngày 24 tháng 6 năm 2013. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái, kính chào tạm biệt.